Sáng nay, huyện Kim Đồng bắt đầu thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2024 tại 4 xã là Phú Thịnh, Thọ Vinh, Nhân La và Vũ Xá. Từ 7 giờ sáng nay, đồng loạt các thành viên của 4 nhóm thuộc tổ lấy ý kiến cử tri thực hiện sắp nhập xã tại thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh đến từng hộ dân theo danh sách phân công để thực hiện việc lấy ý kiến về việc đồng thuận hay không đồng thuận với việc sắp nhập hai xã Phú Thịnh và Thọ Vinh, cũng như việc đặt tên cho đơn vị hành chính cấp xã mới có tên là Phú Thọ. Đây là công việc quan trọng đảm bảo công khai, dân chủ, cũng như quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri được thực hiện đầy đủ. Gia đình nhà tôi là có 4 cử tri, từ hôm nọ đến nay chúng tôi đã họp và đã trao đổi cho đều nhất trí sát nhập để cho nó phù hợp với công tác quản lý. Tôi thấy cái tên Phú Thọ nó đầy đủ ý nghĩa, bởi vì trong Phú nó có Thọ, tức là người ta, con người là hướng đến là muốn là giàu sang, phú quý là và trường thọ. Như vậy là cái tên này nó đầy đủ ý nghĩa và tôi rất ủng hộ cái tên này. Thành viên của các tổ đã có được quán triệt rất là kỹ về các cái nội dung, phấn đấu làm sao cái tỷ lệ người dân đồng thuận chắc chắn là sẽ trên 90% trở lên. 4 xã trong diện thực hiện sáp nhập giai đoạn này của huyện Kim Động có tổng số hơn 17.600 cử tri. Các địa phương đã chia thành 15 tổ lấy ý kiến cử tri tại 15 thôn. Trong ngày 20 tháng 4, huyện Kim Động cũng cử ra 4 tổ tăng cường hỗ trợ việc lấy ý kiến cử tri tại các xã. Để việc lấy ý kiến cử tri diễn ra thuận lợi và thành công, trước đó, các địa phương đã có sự chuẩn bị kỹ càng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu và nhân lực tham gia, như niêm yết công khai các tài liệu liên quan và danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và các nhà văn hóa thôn, tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Cái diện tích nó được mở rộng, nó phù hợp với cả cái điều kiện kinh tế để phát triển kinh tế xã hội của cái thời kỳ đổi mới. Lớn nhất là nó tinh giản được bộ máy quản lý hành chính của địa phương. Tôi thấy rất tự hào khi xã chúng tôi sau khi sắp nhập là có tên là Diên Hồng, bởi vì bản thân xã chúng tôi trước kia thì cũng đã từng mang tên là xã Diên Hồng. Cái tên Diên Hồng nó nói lên cái tinh thần đoàn kết của nhân dân, bà con nhân dân chúng tôi trong tất cả các cái hoạt động về phát triển kinh tế cũng như các cái mặt văn hóa xã hội ạ. Đến 9 giờ 30 sáng ngày hôm nay thì các tổ đã thực hiện đạt được 51% ý kiến cử tri cung cấp về cái việc sắp nhập hai xã. Việc lấy ý kiến cử tri sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 4. Sau khi thực hiện xong việc lấy ý kiến cử tri, các địa phương sẽ khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan để kịp thời trình Hội đồng Nhân dân huyện thông qua tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo tiến độ đã đề ra.